Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với video tiếp theo của H Channel. Ok, thì ở video này thì mình sẽ đi bắt mồi cho em bọ ngựa các bạn nhé. Ở đây thì em nó cũng sắp sửa đói rồi, và lại là cuối tuần này mình khá nhiều cỗ. Cuối tuần này mình có 3 đám cỗ cơ, nên là cũng hơi ít thời gian để chăm em nó. Thế nên là phải chuẩn bị mồi trước các bạn ạ, chuẩn bị mồi cho em nó ăn trong mấy ngày tới. Như hôm trước thì mình có đi bắt bằng tay thì bắt được rất là ít. Thì hôm nay đây, ở nhà mình thì cũng có một cái vợt các bạn ạ. Đấy, cái vợt này tuy nhỏ nhưng mà nó cũng sẽ hỗ trợ mình bắt nó dễ dàng hơn các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn theo chân mình đi bắt châu chấu các bạn nhé. Bắt châu chấu về cho em nó chuẩn bị mồi cho em nó mấy ngày tới nhé. Hiện tại thì đang là trưa, khá là nắng. Đội nón này các bạn ạ. Đội nón này cho nó mát. Đấy, đi ra hôm nọ các bạn nhé. Đấy, ra chỗ hôm nọ thì mình sẽ bắt bằng cái vợt này thì nó sẽ bắt được nhiều hơn và nó dễ dàng hơn. Đấy, con chó này chuyên đuổi người, con chó đen này. Mình cứ đi xe qua đây là nó đuổi, nó vồ bầm bập. Đấy, nó cắn ở ngoài rồi. Đấy, sắp đến rồi các bạn ơi. Đấy, cái đoạn đường này thì nó hơi nhiều cây cỏ, đi cũng hơi đây. Cua khoáng chút để đánh động cho rắn rết nó có để né mình ra. Đấy, cái khu vực này thì nó khá là nhiều cỏ, lại gần vườn nên là rất là nhiều châu chấu. Đấy, da cá đã chạy nhốn nháo rồi các bạn. Ấy ấy, bay đã sao ấy, thử vật ấy, ở đây có đây các bạn này, đây là một con này, đây các bạn thấy chưa, đấy có vợt này bắt phát được ngay. Giờ mình ra kia mình bắt nhé. Để máy quay ở đây. Ok các bạn nhé, giờ mình đi ra kia mình bắt nhé. Ngoài cái khu ria bò đấy rất là nhiều. Nhiều lắm các bạn ạ, bao nhiêu luôn, rất là nhiều. Đấy, khá là nhiều các bạn ạ. Giờ được nhớ ở cái túi này nó phải được khoảng tầm chục con đấy, phải được chục con đấy. Đấy, thì ok, thì mình sẽ bắt thế thôi, bắt thế thôi các bạn, bởi vì em này nó ăn rất là ít. Thì hôm nào mà nếu mà mình bắt thêm được một em nữa, bắt thêm được một em đực nữa về nuôi cùng cho nó thì mình sẽ bắt nhiều. Còn hôm nay chỉ bắt thế thôi. Đây các bạn này, đây cái túi này nó còn hơi nông đây, đây bọn nó bò hết ra ngoài này. Đấy, phải đuổi nó vào. Chết rồi, nó quay hết ra ngoài. Thế là mất mấy con rồi các bạn, không sao, trong này vẫn còn khá nhiều. Chắc còn phải 5-7 con nữa. Tha hồ cho nó ăn 3 ngày các bạn nhé. Tha hồ cho em nó ăn 3 ngày luôn. Đây ngoài nhiều lắm. Dọc cái bờ này bắt chả thoải mái luôn. Đấy, cái cánh đồng này. Đấy, chưa nói những cái ria này nữa. Ria này cũng rất là nhiều. Nó có từng lớp mà. Thôi hôm nay chỉ bắt thế thôi. Bắt cho nó đủ ăn thôi. Tại vì bắt nhiều về nó ăn không hết đấy. Ăn không hết thì mình sẽ lại phải nuôi nhé. Thôi mình bắt thế đâu. Mỗi hôm bắt có ít. Chỉ 2-3 hôm mới phải bắt đấy các bạn ạ.
hai ba hôm thì phải bắt cho nó ăn một lần thôi. Thằng này nó nhỏ, nó ăn cũng không tốn lắm. Ok nhé. Ok qua này, về rồi đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt châu chấu này ra nhé. Đây, đây các bạn này. Đấy, có khá là nhiều ấy. Giờ mình sẽ bắt nó ra nhé. Quay được kia. Đây rồi. Đấy, tại vì ở trong chai mình cũng có khá là nhiều mồi châu chấu. Trong chai có khá là nhiều. Đây, bắt nó ra nhé. Nhiều lắm các bạn. Để lặn sạn hết. Sau mình có bắt cho anh em nó ăn dần, có khá là nhiều. Đây, nhiều lắm, trong này nhiều lắm nhưng mà cái nhiều con nhỏ nhỏ các bạn ạ. Nhỏ thì chắc xong nữa mình sẽ thả nó thôi. Đây, để trước một cái. À đây có một con to nữa. Đây có một con to nữa. Đây các bạn. Đây. Đây những em mềm này. Những em này mà mềm nó thích ăn, nó thích ra ăn lắm này. Ấy, nó chết rồi, mấy con này mình đập chết rồi. Ấy, các bạn này, đấy. Những em mềm này em nó thích ăn. Đấy. Mấy em này nhỏ quá, thôi thả nó đi. Đấy. Bắt được khá là nhiều các bạn ạ. Này có ăn trong cả tuần luôn. Chỗ này có ăn trong cả tuần luôn. Ok các bạn, đấy, như vậy là có một chai châu chấu luôn. Đấy các bạn nhìn thấy mắt em nó chưa? Nhìn thấy mắt nó đang đảo lên. Đấy đấy. Nó thấy động động nó đảo lên, nó nhìn kìa. Mồi ấy. Đấy các bạn thấy bụng nó vẫn đang bụng khá là sệ. Thì chắc nó phải hết ngày hôm nay thì nó mới tiêu hết được cái chỗ thức ăn hôm trước nó ăn. Đấy. Rất là khỏe các bạn ạ. Đấy. Thì đây các bạn thấy châu chấu ấy. Nhỏ. Đó. Tha hồ mồi ăn nhé. Sắp tới thì mình sẽ đi ăn cỗ 3 ngày liền. Đấy, cỗ 3 ngày liền thì sẽ phải chuẩn bị mồi cho em nó, bởi vì khi đi cỗ về bận mình không đi bắt được ấy. Nếu với hay phết các bạn ạ. Này các bạn thấy không, người ta sướng thấy mồi nhảy nhảy này là sướng ấy. Khoái mồi lắm, ăn khỏe lắm, nếu mà lúc ăn khỏe lắm. Đây, cái bụng nó vẫn đang khá là to, cái bụng đang còn khá là to nên là chắc là sáng mai mình sẽ cho em nó ăn xong thì mình sẽ đi cỗ. Chắc là sáng mai nó sẽ ăn thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Và cái chai này thì nó khá là nhiều nên là mình sẽ không nhốt vào trong chai này nữa, mình sẽ phải làm một cái chai khác, sẽ phải làm một cái hộp đựng khác. Chiều nay mình sẽ chuẩn bị một cái đồ dùng khác cho em nó ở, cho nó thả mồi và cho em nó bắt dần. Còn để ở trong chai này thì lúc mình bắt ra thì sẽ không bắt được. Và mọi hôm mình cho em nó ăn luôn ở trong chai này. Đấy. Thì để nó yên tĩnh xong nó sẽ bắt được mồi. Nhưng mà bây giờ sẽ phải chuẩn bị một cái nơi ở khác cho em nó. Cái chai này đựng mồi rồi. Ok anh em nhé. Tên tên số 1 Việt Nam đấy. Đẳng cấp chưa?
À, trên thế giới thì có rồi, nhưng ở Trung Quốc, Trung Quốc với Ấn Độ hình như là có. Mình xem ở trên YouTube là xem thấy có, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa thấy ai có cả. Rất là đẹp. Và ở những nước khác thì nó không có màu mắt xanh đâu các bạn ạ. Nước khác không có mắt xanh đâu. Đó, thế là nó đột biến hết. Cả mắt đầu vàng. Nên là nhìn cái mắt, cái đầu nó rất là yếu, nó không có điểm nhấn. Nhưng mà riêng con này thì rất là hay, đấy là cái mắt còn lại xanh. Đấy. Mắt còn lại xanh. Xanh màu xanh, xanh xanh nõn chuối ấy. Xanh lá. Đấy, rất là hay. À, khi nhìn cái con này thì nó sẽ có một cái điểm nhấn ở trên đầu. Đấy. Điểm nhấn rất là nổi bật ở đôi mắt này. Rất là đẹp. Em này là cá thể cái nhá, thì mình sẽ cố gắng tìm một cá thể đực về để cho em nó chơi cùng. Chứ một mình em nó cũng khá là cô đơn. Cá thể cái thì bụng nó có 6 ngấn anh em ạ. Bụng nó có 6 ngấn. Còn cá thể đực thì nó có 8 ngấn. Hay cái ngấn bụng ấy. Ok anh em nhé. Vậy đã chuẩn bị đầy đủ mồi cho em nó trong 3 ngày tới. 3 ngày tới thì mình cũng sẽ phải gác lại công việc. Gác lại công việc để chuẩn bị cho những ngày cỗ bắt đầu từ chiều nay các bạn ạ. Hôm nay thứ 7, 12 tháng 11. Mai là chủ nhật. Thằng cỗ ở dưới Bắc Ninh. Cỗ thằng bạn, bạn học dưới Bắc Ninh. Và ngày kia cỗ em nhà cậu. Thì mất 3 ngày. Đấy, hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ mồi cho em nó nhé. Để cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nhé. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi mình nhé. Đâu mất rồi, em nó chạy ra đằng sau. Chui ra đằng sau. Rồi, xin chào các bạn nhé. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.